could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nhà tiên tri nổi tiếng ở Anh dự đoán bất ngờ về thời điểm hoàng tử William lên ngôi vua. Nhiều tờ báo ở Anh vừa đăng tin, một nhà tiên tri nổi tiếng ở nước này đã nhìn trước được thời điểm hoàng tử William tiếp quản ngôi vua. Ở Anh, nhiều người rất tin vào chiêm tinh học và việc tiên tri, thậm chí có nhiều lời đồn đại rằng các thành viên không chỉ của hoàng gia Anh, mà còn của hoàng gia các nước châu Âu khác cũng đều có những nhà chiêm tinh và tiên tri riêng để tư vấn cho họ. Mới đây, nhiều tờ báo ở Anh, bao gồm Birmingham Live, News, Indie, đã đăng lời dự báo của một nhà tiên tri nổi tiếng tên là John H.S., người có cả một công ty nghiên cứu về những vấn đề khó giải thích như tiên tri hay tâm linh. Theo ông H.S., triều đại của vua Charles III sẽ kéo dài 7 năm, sau đó hoàng tử William sẽ lên ngôi. Lý do là vì vua Charles III sẽ thoái vị, bởi Charles vốn là người thích cuộc sống nhẹ nhàng. Ông cảm thấy tuổi tác khiến mình khó gánh vác các trách nhiệm của hoàng gia được tốt như con trai, cả người vốn luôn nhận được tỷ lệ ủng hộ cao của công chúng, chỉ sau nữ hoàng Elizabeth II theo những thống kê khi nữ hoàng còn trị vì. Ông H.S. nói, William sẽ tiếp quản ngai vàng trong vòng 7 năm tới. Nữ hoàng Elizabeth II thì không thể thoái vị bất chấp tuổi tác và các vấn đề về sức khỏe vì bà là người lo nghĩ đến rất nhiều chuyện. Còn Charles luôn mong muốn tái cấu trúc hoàng gia và vì vậy, ông nghĩ một vị vua trẻ tuổi sẽ phù hợp hơn. H.S. cũng đưa ra dự đoán bất ngờ về hoàng tử Harry. Ông nói, tôi nhìn thấy Harry quay về hoàng gia Anh. Khi điều đó xảy ra, Charles sẽ lựa chọn cho Harry một vị trí trong hoàng gia. Tuy nhiên, ông H.S. không nhắc đến Meghan Markle khi tiên tri rằng Harry sẽ quay về. Ông H.S. không phải là người duy nhất đưa ra dự báo về hoàng tử William. Một nhà tiên tri nổi tiếng khác của Anh là Jemima Pinkerton, người được báo chí Anh công nhận là đã dự đoán đúng nhiều sự kiện chính trị ở nước này, cũng nói rằng hoàng tử William sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm như một vị vua trong vòng 12 tháng tới.